chưa? Chưa. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay ngày 12 tháng 1 năm 2022, lần giao tiền thứ 36 và lần thứ 30, lần thứ 29 cho ba gia đình cô Cảnh, chị Oanh và cô Toàn, được sự tài trợ của chị Ấn Danh ở Hà Nội, bác Lâm Cai Sinh, chị Nhịp Cũ và anh Tú ở Phú Yên. Thầy xin thay mặt Hội Hoa Đức Chùa Yên Thái cũng như chính quyền địa phương sở tại, xin chân thành cảm ơn ba gia đình đã tài trợ cho ba chương trình này. Và chương trình là hai gia đình cô Cảnh và chị Oanh, mỗi người 1 triệu hàng tháng, và gia đình cô Toàn là 500.000. Cầu ơn tam bạc luôn luôn gia hộ cho quý vị làm ăn phát tài phát lộc, đặc biệt năm mới đón xuân được bình an, làm sự các tường như ý. Nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn chị gái anh ra những Hà Nội, và cảm ơn thầy Thích Trung Học chú từ chùa Yên Thái, và cảm ơn Hội Hòa Đức, và cảm ơn tất cả thầy trợ đã hảo tâm giúp đỡ gia đình chúng tôi. Xin cảm ơn. Thầy chủ trì cùng các nhà hảo tâm.